Thưa quý vị, bên cạnh các chiến sĩ tuyến đầu là các y bác sĩ, lực lượng công an, quân đội, vẫn còn rất nhiều tấm gương điển hình trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đó là những con người Đà Nẵng bình dị, nhưng khi dịch bệnh đến, họ đã dũng cảm đi đầu, trở thành hậu phương vững chắc, góp phần bảo vệ bản thân, gia đình và cả thành phố trước đợt tái bùng phát của dịch COVID-19. Từ khi tổ dân phố số 8 phường Thanh Bình ghi nhận ca F0 đầu tiên, sáng nào cũng vậy, bà Nguyễn Thị Ngân, chi hội trưởng chi hội phụ nữ Tân Lập 3B đã đi từng ngõ, gõ từng nhà trong tổ dân phố để đo thân nhiệt và ghi lại tình trạng sức khỏe của từng thành viên trong tổ. Gác lại công việc gia đình, đều đặn suốt hơn 20 ngày qua, không ngày nào cô quên đi nhiệm vụ của một hậu phương trong trận chiến COVID. Dưới cái tiết trời oi bức của những ngày đầu tháng 6, trong bộ đồ bảo hộ kín bưng, có thể thấy sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm đáng trân quý của những người vác tù và hàng tổng. Thì tổ dân phố ở đây người ta cũng rất là tích cực nhắc nhở mọi người phòng chống dịch, vừa lấy nhiệt độ mỗi ngày một lần. Mấy hôm rồi trời rất là nóng, phải nói là cực kỳ nóng. Những cái vất vả đó là hết sức là vì cộng đồng. Cô là một người đầy trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc. Đối với đợt dịch vừa qua thì ở Tân Lập 3B có một trường hợp bị F0. Cô đã tích cực đến từng nhà rà soát và cũng như tuyên truyền về cách phòng chống dịch. Trong mọi cái công tác cô đều có báo cáo lên, tham mưu lại cho lãnh đạo để có chỉ đạo cho hoạt động của mình. Ngay từ đợt dịch đầu tiên xuất hiện tại thành phố Đà Nẵng, cô Ngân cùng cán bộ phường và tổ dân phố đã thường xuyên vận động, tuyên truyền cho bà con trong tổ các thông tin ca nhiễm, cách phòng tránh và khử khuẩn, luôn nhiệt tình tư vấn qua trang Zalo của tổ dân phố, đồng thời động viên bà con không quá hoang mang, lo lắng và chuẩn bị sẵn sàng tinh thần với các tình huống xấu. Nhờ đó, bà con vẫn luôn yên tâm, bình tĩnh phối hợp với chính quyền chống dịch COVID-19. Chị Nguyễn Thị Nga. Khi được giao nhiệm vụ là từ đó là cô có một cái động lực, thì mình cùng gánh vác với ủy ban phường, với trạm y tế phường để đi bám sát dân. Khi ở dân mình mà yên lành, không bị bệnh tật, không bị lây nhiễm ra ngoài cộng đồng là cảm thấy mình hạnh phúc rồi. Những hành động đẹp đang lan tỏa trong cộng đồng không chỉ khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, mà còn là động lực tinh thần giúp chiến thắng dịch bệnh. Hãy cùng nhau hưởng ứng lời kêu gọi mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.